Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, hôm qua 13 tháng 6, đại biểu Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri huyện Ngọc Lặc. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Ngọc Lặc bày tỏ thống nhất cao với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Đồng thời phấn khởi trước những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Thanh Hóa trong những tháng đầu năm. Cử tri cho rằng kết quả trên khẳng định sự quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo và sự linh hoạt trong điều hành của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực đồng lòng, đồng sức của cử tri và nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc khắc phục khó khăn, thách thức để thực hiện tốt nhất các yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra. Với tinh thần dân chủ và cởi mở, cử tri huyện Ngọc Lặc nêu lên một số tồn tại bất cập tại địa phương, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện thủ tục các dự án đầu tư công, trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, đề nghị đầu tư xây dựng bến xe khách trung tâm huyện Ngọc Lặc, nâng cấp một số tuyến đường cầu kênh hiện đã xuống cấp. Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị tỉnh ban hành quy định cụ thể về định mức giao đất ở và đất sản xuất nông nghiệp cho hộ nghèo để làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất, đất ở theo quy định tại quyết định số 1917 ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ. Điều chỉnh tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới để phù hợp với tình hình thực tế, khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Âm, đồng thời sớm thu hồi dự án nhà máy xi măng Thanh Sơn. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa Lại Thế Nguyên đã thông tin thêm về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là những kết quả đạt được trong bối cảnh hết sức khó khăn để cử tri hiểu, chia sẻ và ra sức phấn đấu cùng toàn tỉnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phấn khởi trước sự thay đổi tích cực của huyện Ngọc Lặc trong những năm gần đây, đặc biệt là trong xây dựng đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới. Để huyện bứt phá và phát triển hơn nữa, đồng chí đề nghị huyện Ngọc Lặc phải quan tâm hơn đến việc thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cần tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng tập trung quy mô lớn, an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, quy hoạch và giữ vững vùng nguyên liệu mía và sắn hiện có, đồng thời phát triển thêm các vùng thâm canh chất lượng cao. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân rộng phong trào xây dựng hàng rào xanh thân thiện môi trường. Cùng với đó, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ cấp xã, tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, giải quyết tốt nhất khiếu kiện của người dân, không để xảy ra điểm nóng và không để bị động bất ngờ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo công khai, minh bạch và dân chủ, không để xảy ra sai sót dẫn đến vi phạm pháp luật. Cùng với việc giải trình và làm rõ thêm những kiến nghị cử tri nêu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lại Thế Nguyên khẳng định những đề xuất kiến nghị xác đáng mà cử tri đề cập sẽ được tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ để tổng hợp gửi đến các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh, của trung ương để xem xét giải quyết. Nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023, chiều qua 13 tháng 6, huyện Thọ Xuân đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Thọ Xuân trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã thông tin kịp thời, sâu rộng, có chất lượng những vấn đề trọng tâm, những nhiệm vụ lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân triển khai trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục kịp thời tuyên truyền, phản ánh trung thực các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương mong muốn huyện tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa để phóng viên tiếp cận thông tin, kịp thời phản ánh nhanh và chính xác các vấn đề, sự kiện, các chương trình kinh tế xã hội, các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện. Bước sang quý 2 năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn gặp nhiều khó khăn về thị trường, đơn hàng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực xoay sở tìm các giải pháp nhằm đảm bảo duy trì hoạt động, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Qua đó cũng tạo động lực phát triển doanh nghiệp, đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế. Trong lúc nhiều công nhân ngành dệt may đang phải giảm giờ làm, thậm chí tạm nghỉ vì doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thì tại doanh nghiệp này, các chế độ lương, thưởng, các quyền lợi chế độ khác vẫn được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian theo quy định. Môi trường, điều kiện làm việc luôn được chủ doanh nghiệp quan tâm cải thiện. Đại diện doanh nghiệp cho biết, tình hình đơn hàng liên tục bị cắt giảm, giá đơn hàng cũng bị giảm, khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng mới,
chấp nhận các đơn hàng nhỏ làm không lợi nhuận để duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm thu nhập cho công nhân lao động. Công ty vẫn luôn đáp ứng đầy đủ việc làm cho anh chị em công nhân. Anh chị em công nhân cũng chưa phải nghỉ một ngày nào do không có việc làm và cũng rất là tăng ca đều từ một ngày là 9 tiếng và mức thu nhập là cũng dao động từ khoảng 7 triệu rưỡi đến 8 triệu rưỡi trên một đầu người. Lãnh đạo công ty chúng tôi cũng đang cố gắng để kết nối với lại tất cả các khách hàng quen để cũng nhận thêm cái đơn hàng về cho công ty, chấp nhận giá giảm xuống 30-40% và tập trung tổ chức nghiên cứu sản xuất để có hiệu quả nhất cho một đơn hàng để vẫn đảm bảo lo đủ được cái việc làm cho cán bộ công nhân viên, và anh chị em cán bộ công nhân viên thì cũng vẫn được lo đầy đủ các cái chế độ, các cái nguồn lương đúng ngày, đúng cái thời gian. Tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 21.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Xác định người lao động là nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp, nên dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, đến nay tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cơ bản ổn định hơn so với quý 4 năm 2022. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và cần tuyển dụng thêm lao động với nhu cầu tuyển dụng khoảng 22.000 người. Tính đến nay, đối với đơn hàng xuất khẩu của nhà máy đang ổn định, nhà máy luôn cố gắng tìm kiếm thêm nhiều đơn hàng, làm sao cho công nhân có việc làm và thu nhập ổn định. Dù rất khó khăn, năm nay chúng tôi vẫn cố gắng tăng sản lượng xuất khẩu, tăng thêm thu nhập cho người lao động. Mặc dù cũng có chịu ảnh hưởng của dịch Covid cũng như là cái suy thoái kinh tế, tuy nhiên là công ty vẫn cố gắng ổn định được cái tình hình sản xuất cũng như là công việc của người lao động. Thì hiện tại cái lượng xuất khẩu hàng tháng của công ty vẫn đang đảm bảo được khoảng 250 container mỗi tháng. Công ty cũng đang không ngừng là mở rộng sản xuất cũng như là tăng thêm cái mẫu mã của sản phẩm để cái lượng xuất khẩu này có thể tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên, trên thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng đảm bảo được việc làm, thu nhập cho người lao động trong thời điểm này. Tác động bởi đại dịch Covid-19 cũng như lạm phát kinh tế đang khiến nhiều doanh nghiệp sụt giảm mạnh đơn hàng. Tại Thanh Hóa hiện đã có 17 doanh nghiệp phải cắt giảm lao động việc làm với gần 13.000 lao động bị ảnh hưởng. Nhiều doanh nghiệp cũng đang phải tính toán các phương án làm việc luân phiên để người lao động vẫn có thu nhập, đảm bảo cuộc sống. Trong lúc này, các doanh nghiệp đều mong muốn nhận được sự chia sẻ, đồng hành của người lao động để vượt qua khó khăn, sẵn sàng cho giai đoạn tái phục hồi phát triển trong thời gian tới. Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn điện chung ở khu vực phía Bắc, những ngày qua, tại nhiều địa phương trong tỉnh, luôn trong tình trạng bị mất điện để giảm tải. Tuy nhiên, tại thành phố Sầm Sơn, nguồn điện vẫn luôn được đảm bảo ổn định, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách về chất lượng dịch vụ. Theo các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, hai ngày cuối tuần là khoảng thời gian cao điểm, lượng khách đổ về lưu trú tại Sầm Sơn tăng cao gấp 3-4 lần so với ngày thường và mức tiêu thụ điện khoảng 900.000 kWh/giờ. Mặc dù mức tiêu thụ điện tăng, nhưng do thành phố đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp cung ứng điện, nên nguồn điện phục vụ du lịch ở Sầm Sơn luôn được đảm bảo. Cảm ơn chính quyền cũng như thành phố Sầm Sơn đã tạo điều kiện hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp và khách sạn này luôn luôn duy trì là đủ cái nguồn điện để mà đón khách. Bên khách sạn thì vẫn luôn luôn tuyên truyền khách hàng là sẽ cố gắng là lưu ý, rất là mong khách hàng là thông cảm cho cái những cái điều kiện trong cái thời gian thiếu điện như thế này, thông báo xuống từng các bộ phận lưu ý trong các cái khung giờ làm việc và các khung giờ là nghỉ ngơi thì không gì bằng là cái tiết kiệm điện ở chính cái nơi làm việc của mình, hạn chế tối đa có thể. Chúng tôi vẫn kinh doanh và hoạt động bình thường. Điện thì chưa thấy bị cắt một ngày nào và vẫn đón khách và phục vụ khách đầy đủ. Thì cũng rất nhiều đơn vị là liên hệ với chúng tôi để đặt phòng, để tranh thủ những lúc mà tỉnh họ là không có điện để sản xuất kinh doanh thì họ lại chuyển hướng là cho công nhân đi du lịch. Để có được sự hài lòng cho du khách, thành phố Sầm Sơn đã đặt ra các tiêu chí rõ ràng, lựa chọn các ngành, lĩnh vực, khu vực có vai trò, tác động, đóng góp ổn định nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội để ưu tiên cấp điện phù hợp. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ du lịch được thành phố ưu tiên cung ứng nguồn điện, nhất là vào những ngày cao điểm của mùa du lịch. Thành phố cũng đã lên kế hoạch dự phòng trong trường hợp mà nguồn điện của thành phố không đảm bảo, thì có thể dự phòng cắt một số tuyến ở một số địa bàn khu vực dân cư không phục vụ du lịch, cũng như là tuyên truyền
lên kế hoạch để vận động những doanh nghiệp, những cơ sở có máy phát để chạy máy phát điện dự phòng. Xác định tiết kiệm năng lượng là giải pháp cấp bách lúc này. Vì vậy, thành phố Sầm Sơn đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và người dân chủ động thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện như giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng công cộng, tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng, trang trí, quảng cáo, bảng hiệu từ 22 giờ, sử dụng 50% số thang máy tùy theo tần suất phục vụ, lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời, sử dụng điện hợp lý tiết kiệm để đáp ứng đủ nguồn điện phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ. Căn cứ quyết định 148 ngày 24 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí và quy định đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai phân quyền cho cấp huyện chấm và xét chọn những sản phẩm ô cốp 3 sao. Trước đây, việc chấm và xét chọn sản phẩm ô cốp 3 và 4 sao đều được Hội đồng cấp tỉnh triển khai theo những tiêu chuẩn chung. Sản phẩm ô cốp 5 sao quốc gia sẽ được Hội đồng Trung ương chấm và xét chọn. Theo quy định 148 của Thủ tướng Chính phủ, các huyện đã thành lập Hội đồng chấm và xét chọn sản phẩm ô cốp 3 sao trên cơ sở căn cứ thang điểm và bộ tiêu chí cụ thể ban hành. Tùy theo điều kiện thực tế của mỗi địa phương, các huyện, thành phố cũng đã triển khai thành lập các tổ giúp việc cấp xã, phường để hỗ trợ các chủ thể xây dựng sản phẩm ô cốp, qua đó phát huy tốt vai trò của chính quyền địa phương cùng tham gia chương trình. Thành phố đã mời văn phòng điều phối tỉnh cùng với các thành viên là các sở ngành về tập huấn về chương trình, chu trình cũng như là bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm ô cốp cho tất cả các thành viên hội đồng cũng như các lãnh đạo phường xã và cán bộ chuyên môn phụ trách ô cốp của phường xã. Đối với giai đoạn 2021-2025 thì cũng giao cho phường phải tổ chức đánh giá sơ bộ để quá trình về hồ sơ cũng như là chứng nhận nguồn gốc sản phẩm cũng như là lao động và vệ sinh môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh. Theo quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp mới, hồ sơ đăng ký đánh giá phân hạng được sửa đổi theo hướng giảm bớt các biểu mẫu như phiếu đăng ký sản phẩm tham gia chương trình, phương án sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, bổ sung báo cáo tự đánh giá của chủ thể nhằm mục tiêu giúp chủ thể phân tích, đánh giá và xác định được điểm mạnh, điểm yếu của sản phẩm, làm căn cứ để hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp. Thực hiện cái quyết định 148 về cái phân cấp này thì nó cũng có những cái thuận lợi. Đó là huyện thì chủ động được cái thời gian để hội đồng cấp huyện chấm và các chủ thể thì cũng di chuyển nó cũng ít phải đi lại xa. Văn phòng điều phối nông thôn mới chúng tôi trong thời gian tới sẽ tăng cường cái công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát các sản phẩm và chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm của các huyện, các chủ thể, hội đồng huyện và các cái ban ngành, các phòng của huyện và của xã phải tăng cường trách nhiệm, phải lựa chọn sản phẩm cho nó xứng tầm, phải quy hoạch được các cái vùng nguyên liệu và hướng dẫn cho các chủ thể hiện đại ứng dụng các cái khoa học công nghệ vào để nâng cao cái dây chuyền sản xuất. Đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa đã có 5 huyện triển khai chấm điểm, xếp hạng cho 2 sản phẩm ô cốp 3 sao. Theo đánh giá ban đầu của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, việc phân cấp sẽ nâng cao vai trò trách nhiệm và sự chủ động của cấp huyện, cấp xã trong việc hỗ trợ phát triển sản phẩm và tổ chức kiểm tra giám sát sản phẩm ô cốp. Sau đây là công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn tỉnh. Công điện nêu rõ, từ đầu tháng 5 năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nắng nóng gay gắt kéo dài và nhiệt độ cao hơn so với trung bình nhiều năm trước. Nhu cầu tiêu thụ điện liên tục tăng cao, công suất tiêu thụ điện vào các giờ cao điểm trung bình toàn tỉnh khoảng từ 1.250 đến 1.300 MW, đặc biệt có ngày công suất cao nhất lên tới 1.410 MW, vượt quá khả năng cung cấp điện của hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, do diễn biến thủy văn bất lợi và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nên lượng nước đổ về các hồ chứa thủy điện rất thấp, sản lượng phát điện của các nhà máy thủy điện chỉ đạt khoảng từ 35% đến 50% so với cùng kỳ. Ngoài ra, tổ máy số 2 của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 gặp sự cố kỹ thuật đã ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng điện cung cấp lên hệ thống lưới điện quốc gia. Vì vậy, yêu cầu cấp bách trước mắt là phải tiếp tục triệt để sử dụng điện tiết kiệm và đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.
để tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: 1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tiết kiệm điện, trọng tâm là chỉ thị số 20 ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Công điện số 517 ngày 6 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới. Công văn số 6817 ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung thực hiện tiết kiệm điện mùa khô vào năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Công văn số 8048 ngày 8 tháng 6 năm 2023 về việc tập trung thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới. Yêu cầu các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng ít nhất là 10% so với cùng kỳ. Các trường học, bệnh viện, trạm y tế, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng ít nhất 5% so với cùng kỳ. Các đơn vị chiếu sáng công cộng, nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, giảm tối đa công suất các thiết bị điện phục vụ mục đích quảng cáo, trang trí, chiếu sáng công cộng, sẵn sàng cắt giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị điện lực trong trường hợp xảy ra thiếu điện và quá tải hệ thống điện. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp cơ sở sản xuất có mức tiêu thụ điện lớn, thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện khi có thông báo của đơn vị điện lực. Các hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt thực hiện tiết kiệm điện với mức cao nhất, chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ, rút bớt các thiết bị sử dụng điện không cần thiết, không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 26 độ C. 2. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa thường xuyên chủ động đấu mối với Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc và các đơn vị truyền tải để nắm chắc tình hình nguồn điện, tình hình hệ thống điện và xây dựng phương án kế hoạch cụ thể đảm bảo cấp điện an toàn liên tục, ổn định, hiệu quả và hợp lý nhất. Khẩn trương xây dựng phương án kế hoạch thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện trên địa bàn tỉnh năm 2023, ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trong khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các nhà máy sản xuất có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, các bệnh viện, các địa điểm thi, hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các trạm bơm đầu mối lớn, trạm bơm cấp nước sạch, trạm bơm tưới tiêu, các trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm, hệ thống dịch vụ viễn thông. Thông tin đến các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Thanh Hóa trong việc tiết giảm điều tiết công suất và giảm lượng điện tiêu thụ khi có chỉ đạo từ Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, nhất là vào những khung giờ cao điểm hoặc nắng nóng cực đoan. Sở Công Thương tăng cường giám sát tình hình cung ứng điện, đẩy mạnh thanh tra kiểm tra việc tuân thủ luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chỉ thị số 20 ngày 7 tháng 5 năm 2020 và công điện số 397 ngày 13 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Tích cực chủ động hỗ trợ các nhà máy thủy điện, nhiệt điện trên địa bàn tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc để tổ chức phát điện, đảm bảo công suất và sản lượng điện cung cấp lên hệ thống lưới điện quốc gia, tập trung chỉ đạo khắc phục sự cố kỹ thuật của tổ máy số 2, nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 để đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. 3. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chủ trương giải pháp tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điện lực tại địa phương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tiết kiệm điện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo quy định. 4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên các chủ trương giải pháp tiết kiệm điện theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của ngành điện, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình truyền thanh, truyền hình phù hợp để tuyên truyền sâu rộng việc tiết kiệm điện trong toàn tỉnh, tăng cường thời lượng tuyên truyền, thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả và nhất là trong các tháng mùa khô, nắng nóng. 5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, giải pháp tiết kiệm điện tại địa phương, cơ quan, đơn vị, gia đình, phát huy mạnh mẽ hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với việc thực hiện tiết kiệm điện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công điện này, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa vừa kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Thọ Xuân. Đoàn công tác đã kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch và công trình xây dựng sở chỉ huy diễn tập các khu vực tổ chức thực binh, kết cấu các tình huống thực binh. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền huyện trong lãnh đạo chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ diễn tập, xây dựng hệ thống văn kiện kế hoạch diễn tập, đầu tư xây dựng sở chỉ huy diễn tập, đảm bảo vận hành các cơ chế đúng nguyên tắc tác chiến, hệ thống đường cơ động đảm bảo tốt cho nhiệm vụ, các khu vực thực binh cơ bản đạt được yêu cầu đề ra. Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban chỉ đạo diễn tập huyện Thọ Xuân tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình, đúng quy cách chất lượng, tiếp tục hoàn thiện và quản lý chặt chẽ hệ thống văn kiện, tài liệu diễn tập đúng quy định, tổ chức luyện tập các tình huống thực binh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Thời gian qua, đồn biên phòng Bát Mọt, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong đồng bào dân tộc khu vực biên giới. Xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân có khoảng 900 hộ với hơn 4.000 nhân khẩu. Người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều, hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế. Khoảng 5 năm về trước, Bát Mọt còn là một trong những xã có tỷ lệ các vụ vi phạm pháp luật cao, trong đó chủ yếu là vi phạm về luật hôn nhân và gia đình. Trước tình hình trên, đồn biên phòng Bát Mọt đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đồng thời chia sẻ, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, cuộc sống của người dân trong xã đã có nhiều thay đổi tích cực. Cũng nghe các đoàn lên tuyên truyền pháp luật về nuôi dạy con cái, thì lâu nay theo hai ông bà cũng có 4 đứa con, lấy chồng lấy vợ cũng đúng độ tuổi, cũng không có ai tảo hôn và ly hôn. Nói chung con cái cũng là đi làm cũng ổn định cuộc sống. Để xây dựng vùng biên giới vững mạnh, đồn biên phòng Bát Mọt đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền văn bản pháp luật như luật biên giới quốc gia, luật cư trú, luật hôn nhân và gia đình, vận động người dân giao nộp vũ khí, súng săn tự chế, không xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm đường biên, cột mốc. Từ đầu năm 2022 đến nay, đồn biên phòng Bát Mọt đã phối hợp tổ chức 104 buổi tuyên truyền pháp luật cho gần 14.000 lượt người dân. Các buổi tuyên truyền được thực hiện đột xuất cũng như định kỳ thường xuyên hàng tháng với nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, qua hệ thống truyền thanh, phát tờ rơi xuống tận các hộ gia đình để tuyên truyền, vận động giúp dân phát triển kinh tế hay lồng ghép tuyên truyền với hoạt động của các tổ chức, đoàn thể. Chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến bà con nhân dân trong vùng biên là một nhiệm vụ quan trọng, và hàng tuần cũng giao cho anh em cán bộ chiến sĩ là xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền và cái nội dung tuyên truyền lưu động bằng hình thức như là tuyên truyền qua loa phát thanh, tuyên truyền lưu động qua cái loa đi xe máy, và hai nữa là có in một số nội dung trên tờ rơi, tờ gấp để đưa tận tay đến bà con nhân dân từng hộ gia đình. Qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của đồn biên phòng Bát Mọt, nhân dân khu vực biên giới ngày càng hiểu biết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Bà con luôn tin tưởng, sẵn sàng tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Hôm qua ngày 13 tháng 6, huyện Hà Trung đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội tại xã Yên Sơn. Để thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới phía đông thị trấn Hà Trung, trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt và dự án xây dựng đường trục trung tâm nối quốc lộ 217 và tỉnh lộ 508 tại xã Yên Sơn, huyện Hà Trung tiến hành giải phóng hơn 38 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp. Đa phần các hộ dân bị ảnh hưởng đều đồng thuận bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, vẫn còn 59 hộ không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và không bàn giao đất, mặc dù đã được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Hà Trung đối thoại, vận động, thuyết phục, giải thích về chủ trương, mục đích thu hồi đất nhiều lần. Sau khi thực hiện đầy đủ các quy trình theo luật định, Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung tiến hành cưỡng chế thu hồi diện tích đất của 59 hộ trên.
cuộc cưỡng chế diễn ra đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện tham gia, đảm bảo an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông khu vực trong quá trình tổ chức thực hiện cưỡng chế. Ngay sau khi cưỡng chế, mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công để thực hiện dự án theo quy định. Đại diện Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh, Hội Phật giáo thị xã Nghi Sơn cùng với tổ chức thiện nguyện Xanh tại thành phố Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với hai gia đình có trẻ em bị tử vong do đuối nước tại thị xã Nghi Sơn và huyện Nông Cống. Đại diện Hội Phật giáo và tổ chức thiện nguyện Xanh đã thắp hương cho các cháu, đồng thời trao hơn 20 triệu đồng cho hai gia đình, giúp đỡ động viên mọi người trong gia đình vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống. Tại Việt Nam, hàng năm ước tính có khoảng 3,1 triệu tấn chất thải nhựa thải ra môi trường. Ít nhất 10% số chất thải nhựa chưa được quản lý tốt, khiến ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa đang trở thành vấn đề bức thiết. Nhằm giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều giải pháp thu gom tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa. Bản Son, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước có trên 100 hộ dân. Nơi đây đang trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn của miền núi Thanh Hóa. Nhằm bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, hàng tuần, người dân đã tổ chức dọn vệ sinh môi trường tại các điểm dân cư, thu gom, phân loại rác thải nhựa để đúng nơi quy định. Trong thời gian vừa qua thì công tác để vào công tác làm vệ sinh môi trường thì thấy các hộ gia đình, hộ nào cũng đã chủ động có thùng nhựa trong khu rác thải. Bà con thì phân ra hai loại, một là cái rác chất nhựa thì gom theo nơi quy định, còn các loại rác như là các loại đốt được thì bà con lại gom lại thì từng hộ gia đình để đốt. Công ty xây dựng và môi trường Xanh Sạch Đẹp Thành Tâm xử lý rác bằng công nghệ đốt với công suất gần 30.000 tấn rác một năm. Công ty đã thực hiện phân loại rác thải trước khi đốt. Vì thế, có khoảng hàng nghìn tấn rác thải nhựa được thu gom, tái sử dụng hàng năm. Công ty đã tập trung cao độ vào cái phần đầu tư trang thiết bị máy móc phân loại để phân loại cái rác thải nhựa, thì để phân loại rác thải nhựa và thu được hàng chục nghìn tấn trên năm, góp phần được giảm thiểu môi trường ô nhiễm và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp. Nhằm đẩy mạnh thu gom và xử lý rác thải nhựa, tỉnh Thanh Hóa kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan tổ chức, các doanh nghiệp, toàn thể nhân dân tham gia chống rác thải nhựa, vận động người tiêu dùng từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường, thực hiện thu gom rác thải nhựa, đẩy mạnh việc xử lý rác thải nhựa. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, mỗi ngày phát sinh khoảng 2.700 tấn rác sinh hoạt, trong đó rác thải nhựa chiếm từ 10 đến 15%. Việc thực hiện tốt công tác thu gom phân loại rác sẽ góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, nâng cao hiệu quả kinh tế, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng trang trại chăn nuôi đang được xem là hướng đi hiệu quả, được nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lựa chọn để phát triển kinh tế trong những năm gần đây. Cùng với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất, các chủ trang trại cũng đã quan tâm hơn đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi. Xây dựng trang trại cách xa khu dân cư theo quy định. Sử dụng các chế phẩm sinh học để vệ sinh chuồng trại thường xuyên. Đầu tư xây dựng hệ thống điều hòa thông gió để khử mùi, xử lý chất thải bằng hầm biogas làm đệm lót sinh học. Đây là những giải pháp cơ bản của các trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm bảo vệ môi trường, hạn chế dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Vệ sinh môi trường là chúng tôi là có cái hố biogas đây, tức là tất cả các cái chất phân ấy, phân khô thì chúng tôi lại cho ra ruộng để cho cỏ nó lên. Còn cái nước giữa chuồng thì cho vào cái hầm biogas, nên là rất hợp vệ sinh với lại môi trường. Nên là không ảnh hưởng gì đến dân cư cả. Gia đình nhà mình cũng như là chăn nuôi nói chung là phải dùng cái biện pháp an toàn sinh học là chính. Thế là tránh côn trùng rồi muỗi này rồi là chuồng trại thì khép kín được là rất tốt. Có một hệ thống xử lý chất thải tức là biogas. Ngoài biogas ra nó còn phải có hệ thống bể lọc nhiều cấp để mình lọc ra và để mình xử lý. Đấy, rồi là dùng các cái men ủ lên kia để gây cái xử lý nó đảm bảo môi trường. Chăn nuôi nhỏ lẻ luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Vì vậy, những năm gần đây, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai,
tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý để khuyến khích các hộ phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có gần 500 trang trại chăn nuôi do doanh nghiệp và hộ gia đình đầu tư. Hầu hết các trang trại được xây dựng theo quy hoạch, được đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Các chủ trang trại đã áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín, kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến hiện đại. Bên cạnh đó, thông qua các chương trình dự án, các ngành đoàn thể cũng đã hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường cho các hội viên. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường thì cái này là chúng tôi luôn được chúng tôi quan tâm thường xuyên. Hiện tại thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các công ty doanh nghiệp, rồi phối hợp với các ban tuyên giáo, rồi ban kinh tế xã hội của hội nhân dân tỉnh, phối hợp về vấn đề là chuyển giao khoa công nghệ, rồi vấn đề xử lý môi trường chăn nuôi, vấn đề tập huấn cho hội viên nông dân về chăn nuôi hợp vệ sinh môi trường, rồi dùng các chế phẩm sinh học, đệm lót, rồi phun khử khuẩn, rồi quét vệ sinh hàng ngày. Với sự chủ động cùng các biện pháp kỹ thuật an toàn sinh học áp dụng vào chăn nuôi đã giúp cải thiện đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường, hạn chế rủi ro bởi dịch bệnh. Đây cũng được xem là hướng phát triển chăn nuôi bền vững, hình thành nên các chuỗi sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.